chào các bạn nhé. Thì bây giờ là mạch này mình đã vệ sinh lại, đã chuốt lại các cái chân. Thì hôm nay mình đang đo đạc thì cái con này do nó dùng cái con vest này để áp nên bản thân cái con này nó rất là nóng, nên mình đo với cái khu này của nó mà những cái con điếu tenor để ghi mát ở đấy rất là nóng, có chỗ đến 50 mấy độ. Chính cái bản thân cái con phép này nó đã gây ra một cái việc nóng mạch rất là nhiều à, nó truyền lên cái tàn này nữa. Cho nên là để cả thêm cái việc là nó dùng một cái miếng gốm nhiệt để nó truyền nhiệt từ cái lưng chip lên cái tàn này, nó không hiệu quả. Cho nên là con này nếu mà chạy 48V, đây mình mới chỉ cắm một à 4 ôm thôi, thì chốc nữa là nó sẽ bị ngắt luôn, quá nhiệt, nó cũng ngắt do quá nhiệt. Thì mình sẽ cái cách của mình là mình sẽ bỏ vào luôn cái con phép này đi, mình sẽ dùng một cái mạch hạ áp nguồn hạ áp sung thôi, nhưng mà con này thì rất là nhỏ gọn. Thực tế là cái việc dùng cái con hạ áp mặc dù là tuyến tính nhưng mà cái chất lượng nguồn điện ra ở đây nó cũng không được đẹp cho lắm. Đây mình sẽ thử đo cho các bạn xem. Đây bỏ luôn cái nguồn 12V của nó đây. Này không gọi là hiệu quả lắm, vẫn 13mV pick to pick. Nếu mà so với việc dùng một cái con áp nguồn bắc như thế này nó còn hiệu quả hơn rất là nhiều. Đây này, mình đang đo đây, một ra là 4V 5V, chút nữa là nó ngắt luôn. Nó chỉ có một kênh thôi, 6V thôi. Rất là nóng luôn, rất là nóng luôn. Hai cái con điếu tenor đây này cực kỳ nóng. Đây nó đã bị ngắt rồi, ngắt rồi các bạn. Sau khi mình xử lý cái phần nguồn này thì mình sẽ test lại.